Có 3 cái thời điểm rất dễ bị đột quỵ bạn cần cẩn trọng để phòng tránh. Thứ nhất đó là vào ban đêm khi chúng ta đi ngủ. Cái thời điểm này thì nhiệt độ của môi trường nó xuống thấp cho nên khiến cho chúng ta cũng sẽ rất dễ bị đột quỵ. Thì để phòng tránh vấn đề này thì bạn hãy uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ. Thứ hai đó là vào thời điểm chúng ta đi tắm. Để có thể phòng tránh được cái vấn đề đột quỵ khi trong khi tắm thì các bạn hãy làm ấm cơ thể từ chân lên đến đầu, chứ bạn đừng dội nước ngay từ trên đầu xuống, và chúng ta cũng nên uống một cốc nước ấm trước khi tắm. Thời điểm thứ ba nữa đó là thời điểm từ 4 đến 6 giờ sáng. Cái thời điểm này sau một đêm cơ thể đào thải độc tố, tạo máu huyết thì cái thời điểm này máu huyết nó đang đặc nhất, quánh nhất. Cho nên bạn hãy uống một cốc nước ấm ngay sau khi thức dậy. Và nếu có thể thì hãy sử dụng những cái loại trà có khả năng chống tạo huyết khối, giảm độ kết dính của máu